Chào mừng các sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta cùng học môn tiếng Việt lớp 4 sách Kết nối tri thức. Bài đọc Điều kỳ diệu. Bạn có thấy lạ không? Mỗi đứa mình một khác, cùng ngân nga câu hát, chẳng giọng nào giống nhau. Có bạn thích đứng đầu, có bạn hay giận dỗi, có bạn thích thay đổi, có bạn nhiều ước mơ. Bạn có nghĩ vu vơ, mình khác nhau nhiều thế, nếu mỗi người một vẻ, liệu mình có cách xa? Tớ bỗng phát hiện ra, trong vườn hoa của mẹ, lung linh màu sắc thế, từng bông hoa tươi xinh. Cũng giống như chúng mình, ai cũng đều đáng mến, và khi giọng hòa quyện, dàn đồng ca vang lừng. Tác giả Huỳnh Mai Liên. Rồi dựa vào nội dung bài đọc, các em suy nghĩ và trả lời các câu hỏi sau. Câu hỏi 1. Những chi tiết nào trong bài thơ cho thấy các bạn nhận ra mỗi đứa mình một khác? Những chi tiết trong bài thơ cho thấy các bạn nhận ra mỗi đứa mình một khác? Đó là cùng ngân nga câu hát, chẳng giọng nào giống nhau, có bạn thích đứng đầu, có bạn hay giận dỗi, có bạn thích thay đổi, có bạn nhiều ước mơ. Như vậy, những chi tiết trong bài thơ cho thấy các bạn nhận ra mỗi đứa mình một khác là. Rồi chi tiết cùng ngân nga câu hát nhưng chẳng bạn nào có giọng giống nhau. Có bạn thích đứng đầu, có bạn hay giận dỗi, có bạn thích thay đổi, có bạn nhiều ước mơ. Câu 2. Bạn nhỏ lo lắng điều gì về sự khác biệt đó? Bạn có nghĩ vu vơ, mình khác nhau nhiều thế, nếu mỗi người một vẻ, liệu mình có cách xa? Như vậy bạn nhỏ lo lắng, mỗi người một vẻ, điều đó có làm cho các bạn xa cách nhau? Câu 3. Bạn nhỏ đã phát hiện ra điều gì khi ngắm nhìn vườn hoa của mẹ? Tớ bỗng phát hiện ra, trong vườn hoa của mẹ, lung linh màu sắc thế, từng bông hoa tươi xinh. Cũng giống như chúng mình, ai cũng đều đáng mến, và khi giọng hòa quyện, dàn đồng ca vang lừng. Như vậy, bạn nhỏ phát hiện ra, trong vườn hoa của mẹ, tuy mỗi bông hoa tươi xinh có màu sắc khác nhau, nhưng mỗi bông hoa đều đáng quý, tất cả cùng góp phần tạo lên một vườn hoa ngát hương, đẹp rực rỡ sắc màu. Cũng giống như các bạn nhỏ, tuy mỗi người đều có một sự khác biệt, nhưng ai cũng đều đáng mến, và khi các giọng ca đó hòa quyện lại thì tạo thành một dàn đồng ca vang lừng. Tiếp theo là các em sang câu hỏi số 4. Hình ảnh dàn đồng ca ở cuối bài thơ thể hiện điều gì? Tìm câu trả lời đúng. A. Một tập thể thích hát. B. Một tập thể thống nhất. C. Một tập thể đầy sức mạnh. D. Một tập thể rất đông người. À, đáp án đúng ở đây chính là một tập thể thống nhất. Rồi tiếp theo là các em sang câu 5. Theo em, bài thơ muốn nói đến điều kỳ diệu gì? Điều kỳ diệu đó thể hiện như thế nào trong lớp của em? À, bài thơ muốn thể hiện tuy có sự khác biệt giữa các cá nhân trong một nhóm hoặc là một tập thể, nhưng khi hội tụ lại thì họ là một khối đoàn kết mang những vẻ đẹp rất riêng. Điều kỳ diệu đó thể hiện như thế nào trong lớp của em? Rồi mỗi em thì có thể lấy một ví dụ khác nhau. Ở đây các em có thể tham khảo ví dụ sau. Điều kỳ diệu đó thể hiện trong lớp em, đó là khi các bạn tham gia các hoạt động tập thể, ví dụ như là trò chơi kéo co do hội thao của trường tổ chức, các bạn tuy khác nhau về mặt thể chất,
nhưng đều đồng lòng đoàn kết và giành thắng lợi. Rồi như vậy là bài học hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chúc em học tốt.